Với sự trợ giúp của kính viễn vọng quang phổ sợi quang đa vật thể trên bầu trời lớn Lamos, một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc đã phát hiện ra hơn 1.400 thiên hà nhỏ mới, gần gấp đôi số lượng thiên hà đã được biết tới. Những thiên hà phát hiện lần này được đặt tên theo các loại rau quả, chủ yếu dựa trên màu sắc và hình dạng của chúng, như đậu xanh, việt quất, nho tím. Một số hãng truyền thông Trung Quốc gọi khám phá này là một vườn rau quả thiên hà. Cách khoảng 1,5 tỷ đến 5 tỷ năm ánh sáng, các thiên hà green pea đậu xanh có kích thước nhỏ nhưng lại có tốc độ hình thành sao rất cao, gấp khoảng 10 lần của giải ngân hà. Nghiên cứu về thiên hà green pea sẽ cung cấp một góc nhìn mới để tìm hiểu sự hình thành và tiến hóa của các thiên hà trong vũ trụ sơ khai.